Bóng đá Việt Nam bây giờ thi đấu ở đấu trường châu lục đã có một vị thế hoàn toàn khác. Ông Vitan Bokemans, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Jordani cũng đánh giá đối thủ của Jordani trong trận đấu ngày hôm nay rất cao. Và những thể hiện của các cầu thủ chúng ta ở những trận đấu vừa rồi, qua một hiệp một tuyệt vời trong trận đấu gặp Iraq, ở một trận đấu quả cảm gặp Iran và chiến thắng ấn tượng trước Yemen ở lượt đấu cuối cùng cũng đã thể hiện điều đó. Trên màn hình của quý vị và các bạn là đội hình xuất phát của đội tuyển Jordani. Trong thành là thủ môn mặc áo số 1 Amr Safi là đội trưởng của đội bóng này. Các cầu thủ còn lại gồm có số 2 Sibaya, số 3 Tarek Khatab, số 4 Abdelrahman, số 6 Hassan Amourian, số 7 Yosef Radet, số 11 Yassin Bakit, số 13 Khalin, số 18 Suleiman, số 19 Anas Bani Yassin và số 21 Salem Al-Azalin. Một đội bóng có chiều cao đồng đều và cho đến thời điểm này vẫn là một đội bóng khó có thể để cho đối thủ ghi bàn. Đây là trận đấu mà Jordani trở lại với đội hình mạnh nhất. Họ thay đổi một nửa đội hình so với trận hòa 0-0 với đội tuyển Palestine. Trận đấu gặp Palestine khi Jordani đã vượt qua vòng đấu bảng thì họ chỉ tung ra một đội hình không phải là quá tốt. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại vị trọng tài quen thuộc đã từng bắt chính trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở chung kết của CUP 2018. Ông Fagani, trọng tài người Iran, từng bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh, trận tranh giải ba của FIFA World Cup 2018. Và 4 năm trước thì ông đã từng là người bắt chính trận chung kết của Asian Cup 2015. Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay vẫn là những cái tên rất quen thuộc ở phòng ngự. Đặng Văn Lâm đứng trong khung thành. Ở phía trên thì Duy Mạnh đã trở lại để sát cánh cùng Vịnh Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Đoàn Văn Hậu trở lại ở vị trí bên phía cánh trái, Trọng Hoàng vẫn chấn giữ hành lang cánh phải. Ở phía trên thì Hùng Dũng ngày hôm nay sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm với Huy Hùng. Lần đầu tiên Huy Hùng đá chính ở giải đấu lần này. Trong khi đó, đây là trận đấu thứ tư liên tiếp huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng bộ ba tấn công của mình là Công Phượng đá cao nhất, cùng với đó là những người hỗ trợ phía sau như Phạm Văn Đức và Quang Hải. Một đội hình với phần lớn là cao thủ đã thi đấu cùng nhau rất nhiều những trận đấu trong khoảng thời gian một năm vừa qua. Điều đó mang đến hai ý nghĩa, một là cao thủ sẽ rất hiểu nhau, nhưng điều còn lại là các cầu thủ chúng ta đã thi đấu một mật độ quá dày và thể lực chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng trong giai đoạn này khi liên tiếp phải gặp những đối thủ rất mạnh về thể lực đến từ Tây Á. Quang Hải đã có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của Yemen và mở đầu cho chiến thắng 2-0 của chúng ta trước đối thủ Yemen. Tamari là cầu thủ chủ chốt trên mặt trận tấn công của đội tuyển Jordani và đó là một sự so sánh giữa hai cầu thủ quan trọng nhất của hai đội. Và chúng ta có thể thấy là trong hiệp đấu đầu tiên này thì đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ ít nhiều không phải đối mặt với những thách thức từ ánh nắng. Đó là một thuận lợi nhất định. Hiệp một của trận đấu đầu tiên vòng 1/8 giữa đội tuyển Jordani và Việt Nam đã được bắt đầu. Hạn chế những pha đá phạt ở sát khu vực 16m50 cũng là điều mà đội tuyển Việt Nam phải chú ý. Và chúng ta phải rất tập trung trong hiệp đấu đầu tiên này vì cả 3 bàn thắng của Jordani ở giải đấu lần này đều là những pha ghi bàn trong hiệp 1. Họ thường ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên và sau đó tạo ra một thế trận phòng ngự chắc chắn trong thời gian còn lại để bảo vệ thành quả. Đây là thủ thành Amr Safi, 36 tuổi và vừa rồi có một tình huống phối hợp không thành công trước sức ép đến từ Quang Hải. Và trong một điều kiện thời tiết như thế này thì một phương án như những cú sút xa chẳng hạn cũng là một điều chúng ta có thể tính tới. Okeman đã từng là thầy của những cầu thủ rất nổi tiếng của tuyển Bỉ như Eden Hazard, hay De Bruyne đang mang đến một diện mạo mới cho đội tuyển quốc gia Jordani. Và ông Park Hang-seo là người đã đưa bóng đá Việt Nam đến với một vị thế khác. Duy Mạnh đã trở lại. Một sự trở lại đúng lúc để có thể giúp cho khả năng chống bóng
của các đội phòng ngự trở nên tốt hơn trước một đối thủ rất mạnh khi chơi bóng ở trên không. Và sự trở lại của Duy Mạnh cũng sẽ kết hợp tốt hơn với Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải, vì Jordani rất mạnh trong những tình huống lên bóng ở cánh trái. Ba bàn thắng của họ cho đến nay đều xuất phát từ cánh này. Duy Mạnh, Quang Hải rất khéo léo. Cầu thủ áo trắng cũng tích cực áp sát ngay bên phần sân của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và bắt đầu Phan Văn Đức. Đó là một tình huống mà cao thủ Jordani cho thấy khả năng tổ chức tốt của mình. Baha đã ập vào rất nhanh để phá bóng trong một tình huống mà Phan Văn Đức đã di chuyển khéo léo. Vừa rồi là cú trả bóng của Huy Hùng, cầu thủ lần đầu tiên được đá chính tại World Cup 2019. Ở trận đấu gặp Iraq thì Huy Hùng vào sân từ băng ghế dự bị để thế chỗ Xuân Trường. Sau đó đến trận đấu gặp Iran thì huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Hùng Dung. Trận đấu gặp Yemen, bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam cũng giống như trận đấu gặp Iraq, đó là bộ đôi Xuân Trường và Hùng Dung. Huy Hùng điều chuyển chính xác sang bên phía cánh phải dành cho Trọng Hoàng. Đó là một tình huống phạm lỗi của số 11 bên phía Jordani, Yassin Bakit đối với Trọng Hoàng. Với vai trò đá lệch phải từ AFF Cup đến giờ thì Trọng Hoàng xứng đáng với những sự chờ đợi của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cổ động viên Việt Nam. Anh đã chơi an toàn ở trong những trận đấu vừa qua và đặc biệt là thi đấu một tinh thần có thể nói là rất tuyệt vời. Ngoài ra thì ở một trận đấu cụ thể như thế này, nền tảng thể lực tốt của Trọng Hoàng cũng là một điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể chờ đợi. Sẽ là một quả đá phạt rất mạnh của Quang Hải, và trong một điều kiện ánh nắng không thực sự đủ hộ thủ thành Sa Phi, chúng ta có thể hy vọng vào một tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Quang Hải, lối đá quen thuộc của Jordani cũng là lối đá phản công, nhưng tình huống này thì không thể có một tình huống kiểm soát bóng thành công của Bang Hit. Người đang có bóng là Duy Mạnh, Huy Hùng. Huy Hùng đang thi đấu một vị trí lùi hơn so với các tiền vệ còn lại để vẫn có thể đảm bảo được cho sự hỗ trợ nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ chúng ta đang tích cực tạo ra áp lực bên phần sân của Jordani. Vẫn là sự áp sát liên tục của Phan Văn Đức và Công Phượng. Vừa rồi là pha giải huy thành công của Mani Ataia, một trong hai tiền vệ trung tâm của đội bóng trắng. Các bạn có thể thấy phần lớn những pha tấn công cho đến ngày mà Jordani muốn triển khai đều diễn ra dọc hành lang cánh trái. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam, Quang Hải vẫn đang là Quang Hải, đường truyền cho Công Phượng không được. Một pha bóng đáng chú ý khi nó xuất phát từ một tình huống tranh chấp trên không của Huy Hùng ở bên phần sân nhà, và Quang Hải thì được chuyển nhanh lên phía trên dành cho Phan Văn Đức, dành cho Công Phượng. Đó là một pha bóng rất có ý đồ của Quang Hải, anh muốn tạo ra một quả bóng cuộn
để vượt qua hai hậu vệ của đội tuyển Jordani. Đó lại là một tình huống bóng dài khác từ phía dưới hàng phòng ngự lên cho một cầu thủ trên hàng tấn công. Jordani luôn thi đấu như vậy và thể hiện sự hiệu quả rất cao khi mà họ với những cầu thủ tấn công có tốc độ tuyệt vời. Jordani luôn thể hiện sự hiệu quả và huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu rất rõ điều đó. Ở trận đấu với đội tuyển Australia, Jordani chỉ kiểm soát bóng qua 22% mà thôi. Tổng số đường truyền của họ là chưa đến 200 đường truyền, trong khi số đường truyền của Australia là trên 600 đường truyền. Nhưng kết quả cuối cùng Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Và xử lý của nó bắt đầu. Như đã nói, đây là trận đấu mà trong hiệp 1 này thì thủ thành Sang Phi gặp bất lợi về ánh nắng, và những phương án như thế này của Đoàn Văn Hậu là có thể hiểu được. Tiếp tục là một sự áp sát. Một trận đấu nữa mà Jordani thể hiện sự gắn bó với lối chơi phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công nhanh. Duy Mạnh, đường truyền của Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, phối hợp tốt, một tình huống phối hợp một chạm nhanh của các cầu thủ Việt Nam, chính xác, đường bóng quen thuộc lên phía trên dành cho số 20, Phan Văn Đức luôn là một cầu thủ có khả năng di chuyển thông bóng rất khéo. Đó là một tình huống mà chúng ta dâng lên với một đội hình cao. Thời điểm đó đội tuyển Việt Nam có tới 7 cầu thủ bên phần sân của đội tuyển Jordani. Tránh cướp bóng tuyệt vời, Công Phước. Đội tuyển Việt Nam đang pressing tầm cao. Sau đó thì ông Fagadi đã thổi phạt đối với Đoàn Văn Hậu. Fagadi là một trọng tài rất nghiêm ở trận chung kết lượt về AFF 2018 với đội tuyển Malaysia, thì chỉ trong vòng 30 phút đầu trận đã có tới 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải nhận thẻ vàng, và trong trận đấu đó ông rút ra tổng cộng 10 thẻ vàng, cùng với đó là một thẻ đỏ cho cầu thủ của Malaysia. Rất nhiều bóng dài đang được Jordani sử dụng. Pha bóng hay của Phan Văn Đức, Công Phước, vẫn là Công Phước, Quang Hải, Phan Văn Đức, tiếc là Phan Văn Đức lại không kiểm soát được đường truyền của đồng đội. Một vài những pha bóng có thể nói là được phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ chúng ta, nhưng vẫn luôn cần đến sự tập trung và bình tĩnh ở phía sau để có thể triển khai những pha bóng như vậy. Một pha bóng mà huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là rất vui khi các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ của mình. Đội tuyển Việt Nam đang tiếp cận trận đấu từ đôi giống cuộc so tài với đội tuyển Iraq. Và việc chúng ta đang chơi với những áp lực tạo ra về khung thành đối phương như thế này cũng là một cách phòng ngự, khiến cho những pha lấy bóng của Jordani cho đến này phần lớn đều là những đường truyền dài. Một tình huống cố định, và trong những pha bóng kiểu như thế này thì các cầu thủ Jordani rất lợi hại.
một tình huống nguy hiểm khi bóng đến vị trí của một cầu thủ Jordani ở vị trí tương đối thuận lợi. Vẫn là lợi thế dành cho các cầu thủ áo trắng. Yasin, đây là Tamari, cầu thủ sáng giá nhất của đội tuyển Jordani. Thành công! Đó là pha xử lý rất hay của Quang Hải và trọng tài cũng đã thổi phạt tiền đạo của Jordani. Các cầu thủ chúng ta vừa rồi đã thể hiện một hệ thống phòng ngự nhiều lớp và đó là sự hợp lý khi mà Tamari đã vượt qua một cầu thủ của chúng ta để có thể dẫn bóng vào trong. Số đông các cầu thủ áo đỏ tham gia phòng ngự ở tình huống này cho thấy đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh. Có những lúc chúng ta có tới 7 cầu thủ bên phần sân của Jordani, nhưng khi cần thì toàn bộ các cầu thủ đều gần như đã lui về để tham gia phòng ngự. Và đây là tình huống mà số 7 của người bạn là Joseph Rodes đã bị thổi phạt. Quang Hải lui về rất sâu và tham gia vào pha tranh chấp vừa rồi. Nhưng pha bóng trước đó cho thấy Musan Matari thực sự là một cầu thủ lợi hại của đội tuyển Jordani. Ngôi sao đang chơi cho Togo, Miguel Aposia của đảo Síp này đã để lại dấu giày trong cả 3 bàn thắng của đội tuyển Jordani. Một pha lập công trực tiếp và hai pha bóng còn lại là những cú tạt bóng cực kỳ khó chịu để các đồng đội lập công. Hy vọng là Quang Hải vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Một tình huống vào bóng cực kỳ quyết liệt của cầu thủ đối phương. Và các huấn luyện viên ở ngoài đường biên cũng đang nhắc nhở về việc một cầu thủ đang ở ngoài sân và ở trên sân chúng ta đang thiếu một người để có thể có được những sự bố trí hợp lý. Văn Toàn và Tiến Linh đã bước ra khỏi khu vực băng ghế dự bị để khởi động. Bóng vẫn còn trong cuộc. Và Quang Hải cũng đã kịp thời trở lại. Đây sẽ là một trận đấu mà Quang Hải được cao thủ Jordani chăm sóc đặc biệt sau những gì mà số 19 của đội tuyển Việt Nam đã thể hiện. Pha giải nguy của Quế Ngọc Hải, Vũ Tiến Dũng. Trận đấu diễn ra vào ngày 20 tháng 1 và đúng một năm về trước thì Vũ Tiến Dũng là người đã đá quả luân lưu quyết định để giúp đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq tại tứ kết của giải U23 châu Á. Đây là quãng thời gian mà các cầu thủ Jordani đang tăng cường tấn công. Lại là số 18 Antamari. Rất tốt. Người vừa hỗ trợ phòng ngự cực hay và lấy bóng ngay trong chân của Antamari là Phan Văn Đức. Một tình huống chống bóng bổng thành công với sự có mặt của Đoàn Văn Hậu. Jordani đang tăng cường sức ép và thường xuyên thực hiện những pha phát triển bóng sang hai biên, nơi họ có những cầu thủ rất nhanh và mạnh để có thể tạo ra những tình huống tấn công liên tục và khiến cho những cầu thủ đá biên chúng ta bị thấm mệt. Và tôi cũng nhận thấy một sự thay đổi trong cách chơi của Jordani. Sau ít phút đầu tập trung bên cánh trái thì ít phút vừa rồi bóng đã tập trung nhiều sang bên phía cánh phải. Số 18 Musa của đội bóng này cũng đã chuyển sang cánh phải trong những tình huống đáng chú ý gần nhất mà Jordani tạo ra. Huy Hùng, Bùi Tiến Dũng, đường bóng hơi dài dành cho Đoàn Văn Hậu. Thank you.
Cho đến lúc này thì sự cân bằng giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định, nhưng có bia. Hoàn Hồ Đặng Văn Lâm. Hoàn Hồ Đặng Văn Lâm với một pha phản xạ tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng là các tiền đạo của Jordani nhanh nhẹn đến như thế nào. Tuy nhiên đường truyền trước đó của Huy Hùng là quá mạo hiểm. Đặng Văn Lâm đã từng khẳng định vị trí của mình trong chính trận đấu gặp Jordani ở vòng loại Asian Cup 2019 này. Trận đấu giữa hai đội trên sân Thống Nhất là một màn trình diễn tuyệt vời của Đặng Văn Lâm, và sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm đã khiến cho Jordani ngày đó không thể ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Huy Hùng. Đó đúng là một pha bóng, và cả tình huống này nữa chúng ta thấy là các cầu thủ Jordani dâng lên rất nhanh, áp sát rất nhanh và sẵn sàng tận dụng một đường truyền ngang hoặc một sự mất tập trung nào đó từ phía các cầu thủ phòng ngự. Sự áp sát đó yêu cầu các tiền vệ trung tâm của chúng ta phải chơi thật sự an toàn. Những đường truyền ngang sẽ rất nguy hiểm. Lỗi của Hùng Dũng. Đặt bóng chính xác, đó là Trọng Hoàng. Đó là Trọng Hoàng. Quang Hải. Và xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm, Asadi không vào. Jordani không hề chơi đơn điệu. Bây giờ họ tập trung nhiều sang bên phía cánh phải, và Musa, cầu thủ áo số 18, đang tạo ra rất nhiều sự khác biệt như trong pha bóng này. Và thật sự là rất may mắn khi trong tình huống vừa rồi Yasin đã khó một pha xử lý không tốt. Một tình huống cho thấy Jordani thực sự là một đối thủ đẳng cấp, một đội bóng rất giỏi về tổ chức lối chơi. Số 6 Saif là người đã áp sát vào trong, nhưng bóng đến vị trí của một cầu thủ khác. Và nó cho thấy một ý đồ triển khai rất rõ ràng. Trong ít phút vừa rồi là một sức ép kinh khủng đối với khung thành của Đặng Văn Lâm và với các cầu thủ nơi hàng phòng ngự của chúng ta. Phan Văn Đức từ đầu trận đến giờ đã có nhiều tình huống tham gia tranh chấp bóng hiệu quả. Công Phượng. Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng không hề có nhiều khoảng trống để nghĩ ra một cách khác tốt hơn. Cao thủ Jordani đã vây vào quá nhanh và bịt kín mọi khoảng trống xung quanh đối với Đỗ Hùng Dũng. Những pha phát bóng của thủ thành Sa Phi cũng rất đáng chú ý. Thậm chí thủ môn này từng ghi bàn từ một pha phát bóng của mình. Đang là những áp lực rất lớn từ đội bóng trắng tạo ra. Một lần nữa thì Phạm Văn Đức lại lui về để hỗ trợ tích cực cho khung phòng ngự. Quang Hải, Phạm Văn Đức. Ra đây, Trọng Hoàng. Đó là Hùng Dũng. Tình bất ngờ trong tình huống vừa rồi đã qua đi, nhưng đây là Quang Hải. Phạm Văn Đức. Không được, không được. Rất bình
bình tĩnh với những pha phối hợp như thế này, những pha phối hợp theo kiểu tam giác giữa ba cầu thủ có mặt ở trên hàng tấn công, khi mà các cầu thủ Jordani đã lùi về rất nhanh. Hai huấn luyện viên thực sự đang tạo nên một cuộc đấu trí thú vị. Quả đâu? Dường như là tiền trước của Jordani đang muốn sử dụng những tình huống va chạm như vậy. Những pha tranh chấp đòi hỏi nhiều thể lực để có thể phát huy như thế và khiến cho hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam gặp phải mệt mỏi. Một nhịp độ thi đấu nhanh hơn hẳn từ phía các cầu thủ Jordani so với quãng thời gian 10 phút đầu trận. Và thực tế thì phần lớn những bàn thắng của đội tuyển Jordani đến nay đều đến trong khoảng thời gian giữa của hiệp đấu đầu tiên. Pha bóng đơn giản với Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Yasin và Trọng Hoàng đang tạo nên một trong những điểm nóng nhất trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Đúng là Jordani đang muốn sử dụng rất nhiều những pha va chạm về thể chất như thế này. Thể lực là một điều quan ngại với đội tuyển Việt Nam sau 3 trận đấu vừa rồi. Với các đối thủ có thể hình tốt ở khu vực Tây Á. Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Mọi thứ đều đang tốt trong pha bóng này, nhưng đường chuyền cuối cùng thì lại không thật sự hợp lý. Jordani đang cho thấy đây là một đội có lối chơi rất nghiêm khắc, tính tổ chức cao. Chúng ta thấy là bộ tứ vệ của đội này gần như là rất ít khi dâng cao, kể cả hai hậu vệ biên. Quang Hải, Quế Ngọc Hải, những người đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trước Yemen. Quang Hải, Quy Hùng, rất tốt, Hùng Dũng, Duy Mạnh, đường chuyền chính xác sang bên phía cánh phải cho Trọng Hoàng, dứt điểm. Thêm những pha áp sát từ phía các thủ chúng ta, nhưng hàng phòng ngự của Jordani vẫn có đông người. Và đây là một tình huống nguy hiểm mà Jordani tạo ra. Lại là Tamari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Số 18 của đội tuyển Jordani đang tạo ra không ít những sóng gió về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Jordani cũng rất chờ đợi những khoảnh khắc như thế này khi chúng ta dâng cao đội hình và họ phản công. Ở Bokeman tin tưởng vào những cầu thủ có khả năng hoạt động độc lập tốt. Musa Tamari. Cú trả bóng của Duy Mạnh. Quang Hải. Bùi Tiến Dung. Rất cố gắng. Đã có lỗi của Khalin và trọng tài Fagani đứng ở rất gần đó.
Một trận đấu mà Hùng Dũng hay Huy Hùng phải đối mặt với một trong những cầu thủ thu hồi bóng có thể lực và sức mạnh tốt nhất của đội tuyển Jordani và rất gây ấn tượng ở giải lần này. Những tiếng Việt Nam, Việt Nam đang được các cổ động viên của chúng ta tạo ra. Và bây giờ là quả đá phạt được thực hiện bởi Công Phượng. Đánh đâu! Chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Trước đó thì bóng đã chạm vào tay của Yasin. Trước khi thực hiện cú sút thì Yasin đã để bóng chạm tay. Có thể thấy rằng những tình huống thoát xuống của các cầu thủ đã lệch sang hai biên của Jordani thực sự là lợi hại. Thì đó chẳng khác gì là những mũi khoan đầy sức mạnh mà huấn luyện viên Vitan Bokeman đang có ở hai biên. Yasin bên cánh trái và bên cánh phải là Musa. Công Phượng. Pha chạm bóng rất điệu của Quang Hải. Thuật rất tốt mới có được một tình huống xử lý như vừa rồi của số 19 với đội tuyển Việt Nam. Thời gian nghỉ của đội tuyển Việt Nam ít hơn Jordani một ngày. Đương nhiên là các đạo diễn hình không bỏ qua khoảnh khắc vừa rồi của Quang Hải. Một cú ta lông điệu đà của số 19 bên phía đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng bình tĩnh. Cao thủ áo trắng áp sát với một tốc độ rất cao. Vẫn là Antamari, ngôi sao sáng của đội tuyển Jordani. Tỷ số trên sân Al Maktoum đã là không đều. Một trận đấu với nhịp độ cao và diễn ra rất hấp dẫn. Quế Ngọc Hải đã xử lý kinh nghiệm trong pha tranh chấp vừa rồi với tiền đạo mang áo số 7 Youssef của Jordani. Công Phượng. Công Phượng. Công Phượng. Hợp lý ở phía bên cánh trái là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống mà cầu thủ của Jordani đã phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Một trong những pha tấn công điển hình của đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu vừa qua, đó là một đường xẻ nách. Phan Văn Đức đánh gót để cho Đoàn Văn Hậu bó vào trong. Ở trận trước chúng ta nhìn thấy những pha phối hợp kiểu này giữa Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Phong Hồng Duy cùng với Phan Văn Đức. Và dù ngày hôm nay không có Nguyễn Phong Hồng Duy ở trong sân nhưng Phan Văn Đức vẫn tạo ra một sự kết hợp lý tưởng đó với Đoàn Văn Hậu. Jordani có nhiều những tình huống tấn công thành công với những pha lên bóng bên phía cánh trái và đội tuyển Việt Nam cũng rất mạnh ở bên phía cánh trái. Phải là một tay vừa bởi nền tảng thể lực tốt đã giúp số 13 tranh cướp bóng quyết liệt và giành lại quyền kiểm soát cho đội tuyển áo trắng.
Duy Mạnh. Đây là Bùi Tiến Dũng. Duy Mạnh. Sẽ là rất nguy hiểm với những tình huống như vừa rồi khi mà chúng ta thấy là cao thủ áo trắng dâng lên nhanh. Quế Ngọc Hải trở thành một hòn đá tảng vững chắc để có thể giúp cho các đồng đội sửa sai. Rất hay. Đường truyền của Quang Hải công phương để đánh bại được hàng phòng ngự của Jordani. Những pha bóng của chúng ta cần phải nhanh hơn nữa, bởi Jordani chơi rất kỷ luật khi mà bốn cầu thủ phòng ngự của họ và một trong hai tiền vệ phòng ngự rất ít khi dâng cao. Quang Hải. Khi có bóng ở bên phần sân nhà thì cao thủ Jordani sẽ nhanh chóng thực hiện một đường bóng dài lên phía trên để tận dụng sức mạnh và tốc độ của các cầu thủ ở hai biên. Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Công Phượng. Đường truyền chính xác dành cho Đoàn Văn Hậu. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Áp sát. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Nhưng Sa Phi đã chơi tập trung. Rất nhiều những đường truyền ở đoạn ngắn ở bên phần sân nhà để du ngủ đối phương, và ngay lập tức là một tình huống mà thay đổi nhịp độ đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội với một pha bóng đẹp giữa Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Pha đập nhả tuyệt vời. Nhưng chúng ta không thể lơ là khâu phòng ngự, và những quả đá phạt trực tiếp như thế này là những điều mà đội tuyển Việt Nam rất lo ngại. Cú xả quá nhanh. Sau một cơ hội rất rõ ràng mà đội tuyển Việt Nam tạo ra không được chuyển hóa thành bàn thắng thì bây giờ đội bạn sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Thủ môn Đặng Văn Lâm đang điều chỉnh hàng rào. Sự liên lạc giữa Đặng Văn Lâm với cao thủ làm hàng rào là rất quan trọng để ngăn chặn một tình huống đá phạt mà bóng ở chính diện với khung thành của đội tuyển Việt Nam. Có thể người đá phạt sẽ là Musa. Đó là một cầu thủ thuận chân trái. Thank you.
Chúng ta chờ đợi sự liên lạc giữa Đặng Văn Lâm với cao thủ lập hàng rào để chống chọi với cú đá phạt trực tiếp này. Bóng không vượt qua được hàng rào. Musa không phải là người thực hiện quả đá mà đó là quả đá của Bahraman. Thực sự là rất lo lắng sau tình huống vừa rồi. Nhưng ít nhất thì khó khăn cũng đang tạm thời qua đi. Như vậy là có vẻ lại có thêm một quả đá phạt nữa và cao thủ Jordani cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty. Trọng tài đã phạt Hùng Dũng về lỗi đạp bóng. Trong việc liên lạc với các cầu thủ làm hàng rào. Jordani tương đối bài bản trong những tình huống dàn xếp đá phạt. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Bahraman. Một lần nữa thì Jordani lại ghi bàn trong hiệp 1. Quyết định thổi phạt trước đó là hơi đáng tiếc, nhưng phải nói đây là cú đá quá tốt của Baha. Một cú đá vừa đạt được yêu cầu về hướng lại vừa rất tốt về lực. Và nó gợi nhớ lại bàn thắng của Toni Kroos cho đội tuyển Đức ở FIFA World Cup vừa rồi vào lưới Thụy Điển. Lại thêm một lần nữa thì cao thủ Jordani thành công từ một tình huống phối hợp ở một chấm đá cố định. Việt Nam của chúng ta đã chơi rất tốt trước đó, đặc biệt là sau pha phối hợp giữa Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Nhưng sau đó là hai quả đá phạt liên tiếp dành cho Jordani. Quả đá phạt của Quang Hải. Lên quá khỏe. Jordani đang tạo ra những áp lực rất lớn. Chơi cho thấy là đội này hoàn toàn xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng, thắng Australia, thắng Syria. Một lối chơi rất đa dạng. Đoàn Văn Hậu giữ bóng tuyệt vời. Phạm Văn Đức. Công Phượng. Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng rất hay. Trọng Hoàng.
áp sát ra đây, đó là áp sát của Huy Hùng. Vẫn còn Hùng Dũng. Những nỗ lực của cao thủ chúng ta ở những phút cuối của hiệp 1. Công Phương. Thế thôi là được. Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng. Hùng Dũng. Cầu vào. Rất tiếc. Đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Liên tục là những pha dứt điểm từ phía cao thủ chúng ta. Và ở tình huống này thì Hùng Dũng đã đưa ra một giải pháp xứng đáng. Sa Phi thì thành 36 tuổi và đã từng chơi Asian Cup từ năm 2004, đã cho thấy kinh nghiệm của mình. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam khi hiệp 1 không còn nhiều thời gian. Và dù đội bạn rất to cao, chống bóng bổng tốt, chúng ta vẫn có quyền hy vọng ở tình huống dàn xếp đá phạt góc này. Công Phượng đá phạt. Thủ Việt Nam ở trong tình huống này. Một tình huống tấn công với người kết thúc là Hùng Dũng cho thấy đối thủ mạnh. Có một hàng phòng ngự to cao và có chiều sâu nhưng không phải là không thể tìm kiếm những khoảng trống. Đoàn Văn Hầu đã có được cơ hội như vậy. Hùng Dũng có được một cú sút như vậy. Tất cả được thực hiện sau các pha phối hợp nhanh, những cú dứt điểm tận dụng tối đa thời gian có thể. Dù sao cách biệt bây giờ cũng chỉ mới là một bàn mà thôi. Huy Hùng. Hùng Dũng. Thời gian kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam đang tốt hơn đối phương. Thì đây cũng là một điều tương đối dễ hiểu vì lối đá của Johnny không thay đổi, hàng phòng ngự của họ cũng luôn rất ít khi thay đổi khi mà bốn hậu vệ gần như không dâng cao, hai tiền vệ trung tâm luôn giữ nguyên vị trí. Đường chuyền nhanh vẫn còn, Đoàn Văn Hậu kịp không? Sự khôn ngoan của Đoàn Văn Hậu mang về cho chúng ta một quả đá phạt, một quả đá phạt góc ở trong một thời điểm như thế này là điều mà các cầu thủ Việt Nam có thể hy vọng. Quả phạt góc thứ hai ở trong hiệp 1 trận đấu. Công Phượng. Đó lại là Khalin. Số 13 của đội tuyển Jordani thiếu rất chắc chắn ở khu vực giữa sân và đặc biệt giỏi trong những pha tranh chấp. Trọng Hoàng. Huy Hùng. Đội tuyển Việt Nam đang dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoàng. Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là Amr Shafi đã bị giật mình. Một tinh thần tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam sau khi chúng ta phải nhận bàn thua. Những quả đá phạt góc liên tiếp. Và vẫn là Công Phượng. Đấy đâu? Quang Hải. Như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 của Asian Cup 2019. Bây giờ thì hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 2 này thì đội bóng của chúng ta bảo vệ khung thành ở phía tay trái màn hình của quý vị. Duy Mạnh. Sẽ là không dễ khi chúng ta đã để Jordani ghi bàn trước vì đây là một đội bóng luôn biết cách để bảo vệ thành quả của mình. Nhưng quả thật 4 phút sau khi chúng ta phải nhận bàn thua là những gì mà đội tuyển Việt Nam đã mang đến cho chúng ta sự tự hào bởi thế trận rất tốt.
mà Hùng Dũng hay Trọng Hoàng tạo ra là những lời khẳng định cho thấy tinh thần quyết tâm của đội tuyển Việt Nam. Đường truyền của Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Những phút cuối hiệp 1 thì Trọng Hoàng đã có một cú sút từ một khoảng cách rất xa, có thể lên tới 50m về phía khung thành của Amr Safi. Có vẻ là trong những phút cuối hiệp 1 thì các cầu thủ của chúng ta bắt đầu tận dụng ưu thế về việc đối thủ bị chói nắng. Và quả thật là những cú đá của Hùng Dũng hay Trọng Hoàng đã gây ra nhiều khó khăn cho Amr Safi, nhưng thủ môn này vẫn cho thấy được kinh nghiệm và sự tập trung của mình. Jordani vẫn đang giữ sạch lưới cho đến lúc này. Và họ sẽ vẫn không thay đổi cách chơi, đặc biệt là vị trí của 4 cầu thủ phòng ngự và 2 tiền vệ trung tâm. Rất khó để tìm ra những khoảng trống. Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Ngoài sang hiệp đấu thứ hai này thì số 11 Yasin có thể sẽ đá rất thấp. Thêm một pha xử lý tốt nữa của Quế Ngọc Hải, đó là pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, và trả bóng của Hùng Dũng, Trọng Hoàng. Rất hay, Công Phương, Công Phương, Quang Hải, chân chơi. Quá ít khoảng trống, và khi có được một chút cơ hội thôi thì hậu vệ đội bạn đã vào ngay, nên cú đá Quang Hải không được nhì. Những phút vừa qua của hiệp 2 đang chứng kiến nỗ lực tấn công của cao thủ Việt Nam. Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Trọng Hoàng. Thực sự
tuyệt vời, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của công vợ và các đồng đội. Chúng ta cùng xem lại đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải. Phát Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan, và pha bóng này thì không cho thủ môn Amber Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung vòng cảm, anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương, có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới khung thành của Jordani. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Anh Đức là người đã từng ghi bàn vào lưới của Jordani cũng với một phong cách dứt điểm một chạm như vừa rồi. Và khi mà chúng ta không có anh Đức thì ông Park Hang-seo đang xây dựng Công Phượng rất thành công ở vị trí này, vì đây là bàn thắng thứ hai Công Phượng ghi bàn trong khu vực cấm địa của đối phương. Và anh Khắc Cường có thể thấy là những phương án dứt điểm ở ngoài khu 16m50 chúng ta không cách nào ghi được bàn, nhưng khi chúng ta có được một cơ hội tiếp cận trong khu vực giáp với khu thành đối phương thì thành công đã đến. Đó là điều bất ngờ mà Trọng Hoàng đã dành cho đối thủ, không phải là một đường truyền ra để cho tuyến hai băng lên dứt điểm, mà là một đường truyền để hợp với đà băng vào của Công Phượng. Và đây mới là bàn thua đầu tiên của Jordani tại giải đấu lần này. Những chân sút rất hay của Australia, của Siri đã không một lần làm được. Tỷ số bây giờ là 1-0. Sự kiên trì và quả cảm đã được nối dài sang hiệp 2. Và cho đến lúc này là một thành công đối với đội tuyển Việt Nam. Tâm trạng của ông Bockerman vì đội bóng của ông chưa bao giờ phải nhận bàn thua sau khi đã mở tỷ số trước. Trọng Hoàng rất mạnh mẽ. Trọng Hoàng gần như đó là một tình huống Trọng Hoàng lấy thân mình để cố gắng đoạt được bóng và ngăn cản đối phương phá bóng. Một tình huống không dễ khống chế đối với Quân Ngọc Hải. Đây là Yasin. Sở trường của môn năm nay 36 tuổi. Còn vừa rồi là đường truyền của Kalin. Đây là Yasin. Văn Lâm chính xác với tình huống phán đoán đường truyền vừa rồi từ bên phía cánh trái của cầu thủ Jordani. Lỗi việt vị của một cầu thủ áo trắng. Rất cố gắng, nỗ lực không chơi bóng của Hùng Dũng. Trọng Hoàng, Quang Hải đã bị phạm lỗi. Đường truyền của Huy Hùng, đó là Hùng Phan Tấn Đức, quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một tình huống mà ông Fagadi đã cho đội tuyển Việt Nam được hưởng phép lợi thế, dù Quang Hải trước đó đã bị phạm lỗi và đang bị đau. Trọng tài người Iran đang cầm trên tay một chiếc thẻ phạt. Có đến hai tình huống phạm lỗi liên tục của cầu thủ Jordani. Đây là tình huống phạm lỗi thứ hai của số 2 Ferras bên phía Jordani đối với Phan Văn Đức. Nhìn
trọng tài dành chiếc thẻ vàng cho Khalil. Có lẽ ông xác định lỗi của Khalil trong tình huống va chạm với Quang Hải. Chính xác là như vậy. Và bây giờ chúng ta có một quả đá phạt mà Công Phượng đã từng ghi bàn ở vị trí này, và Quang Hải cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Một pha va chạm khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải có những phàn nàn với ông Fagadi. Sự phẫn nộ từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo với một pha chơi xấu của cầu thủ đối phương. Nhưng tôi cho rằng đó là một tình huống điều khiển rất chuyên nghiệp của ông Fagadi, nhưng cho chúng ta được hưởng thêm lợi thế. Và sau đó rút ra một chiếc thẻ phạt dành cho Khalil. Bàn thắng của Công Phượng vào lưới của đội tuyển Malaysia tại SEA Games năm 2015 là một khoảnh khắc rất đẹp của Công Phượng, và bây giờ anh đang đứng trước một quả đá phạt gần giống như vậy. Đây là góc số thuận cho cái chân của Công Phượng. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Không tồi chút nào với những phút giây vừa qua, khi mà hàng phòng ngự của Jordani vốn đứng vững trước Australia, đứng vững trước Syria và sức ép lớn từ phía Palestine, thì bây giờ đã phải nhận một bàn thua và đang có phần bối rối trước sức ép từ phía các thủ chúng ta. Đó là một sự bất ngờ. Công Phượng định đá thẳng ngay. Công Phượng đưa ra một quyết định táo bạo. Và khi mà tất cả đang cố kèm những cầu thủ bên ngoài thì chỉ có may mắn thôi mới giúp cho Jordani tránh cái bàn thua khi mà Ferraz không bỏ vị trí. Ferraz vừa cứu thua cho các cầu thủ Jordani. Đánh đá! Bùi Tiến Dũng vừa ăn thêm bàn lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta luôn có cảm nhận là bàn thắng ở rất gần rồi. Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tuyệt vời. Nhưng đó cũng là một tình huống mà trung vệ Tarik Khatab, một người cũng đã từng ghi bàn từ một quả đá phạt góc, đã tạo ra những áp lực tuyến cho cuối đầu của Bùi Tiến Dũng. Bóng đi quá cao. Trận đấu vẫn còn dài, thử thách vẫn còn lớn, nhưng phải nói đến mày, cầu thủ chúng ta đang rất cố gắng. Không việt vị. Và cũng không có quả đá phạt góc cho đội bạn. Nỗ lực phòng ngự tuyệt vời của đội bắt đầu. Các cổ động viên Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho đến lúc này. Mong là các anh sẽ vẫn tiếp tục thi đấu tập trung và đầy nỗ lực giống như đã làm trong suốt một năm vừa qua, để tiếp tục mang đến thêm cho chúng tôi, những cổ động viên Việt Nam, những niềm vui và sự tự hào. Quang Hải, Quang Hải. Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Quá đẹp cho những màn trình diễn của các thủ chúng ta. Pha đập nhả 1-2 quá hay của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng thêm một quả đá phạt góc nữa, một quả đá phạt góc nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Quá tuyệt cho tình huống này, được truyền của Quang Hải. Và vẫn đang rất cố gắng để chạm vào bóng rồi, nhưng đội bạn vẫn có sự bóng lót cho nhau ở tình huống này. Quang Hải cú giày rất hay. Quang Hải đã nhìn thấy một khoảng trống quá nhỏ. Và Jordani bây giờ cũng cần động viên lẫn nhau trước những áp lực mà đội tuyển Việt Nam tạo ra. Và sự tự tin cũng không còn với thủ thành Safi. Cú sút của Quang Hải. Hiệp 2 bùng cháy của đội tuyển Việt Nam. 15 phút vừa rồi quả thật là 15 phút khó quên với những cổ động viên chúng ta. Bình thường anh Khắc Cường có công nhận không? Safi chắc chắn sẽ không có khó khăn nào với một pha bóng như vừa rồi. Nhưng những áp lực mà chúng ta tạo ra khiến thủ môn này không có được sự tự tin lớn nhất. Và anh ta cũng đã phải đổi cáu với những đồng đội của mình, khi mà Quế Ngọc Hải đã đủ sự bình tĩnh để có được một đường truyền thuận lợi vào cái chân trái cho Quang Hải.
những phút giây rất hay, nhưng đúng là cần những cái đầu lạnh trước một đối thủ đẳng cấp như là Jordani. Đối đầu là của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta đang tấn công cực tốt, nhưng khâu phòng ngự cũng cần phải có sự tập trung rất cao vì Jordani nổi tiếng ở khả năng phản công. Thêm một lần nữa Bùi Tiến Dũng đánh đầu. Sức ép đã được giải tỏa phần nào với một tình huống phá bóng lên. Gia Phi rất kinh nghiệm. Đó vẫn đầu phá bóng cực hay. Quý Hùng. Quang Hải. Đội chuyển nhanh, Phan Văn Đức. Không phải đó là tình huống bắt lên của Công Phượng. Một trong những pha bóng rất là đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam khi mà Quang Hải luôn có một đường chuyền ngay lên phía trên dành cho các đồng đội di chuyển. Rất tự tin Đoàn Văn Hậu. Sau những phút giây rất tốt của hàng tấn công thì đến bây giờ chúng ta sẽ cần phải củng cố sự chắc chắn ở hàng phòng ngự khi mà đối thủ có vẻ như đang dần lấy lại sự bình tĩnh. Bây giờ thì gần như các cầu thủ chúng ta đã lui về bên phần sân nhà. Thực tế thì không bao giờ muốn các học trò của mình tiếp đà từ cảm hứng mà bàn thắng Công Phượng tạo ra để có thêm một pha lập công nữa. Cố gắng của Trọng Hoàng. Tuyệt vời. Dí mạnh. Một trận đấu đôi công nghẹt thở của hai đội tuyển. Tình huống trọng tài xác định cầu thủ của Jordani rơi vào thế việt vị. Rất rõ ràng. Quang Hải. Dí mạnh. Đội bóng của chúng ta chỉ vượt qua vòng đấu bảng nhờ chỉ số fair play, nhưng các cổ động viên trung lập của châu Á đều cho rằng đó là một suất xứng đáng vì họ yêu mến cách chơi của đội tuyển Việt Nam. Quả thật là những gì mà đội tuyển Việt Nam mang lại cho đến lúc này, cho giải đấu năm nay là rất cảm xúc. Hùng Dũng, Trọng Hoàng. Cú mở bóng của Dí Mạnh, Công Việt Vị. Bùi Tiến Dũng rất tỉnh táo để cắt bóng trong tình huống vừa rồi. Quý Hùng. Bùi Tiến Dũng pha xử lý bình tĩnh. Duy Mạnh, Hùng Dũng,
Hải. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Phan Văn Đức. Vẫn đang là Phan Văn Đức với một tình huống nhấc chân khéo léo để vượt qua cầu thủ đối phương. Quang Hải. Huy Hùng. Duy Mạnh. Lập vị trí rất cao, cú mở bóng của Huy Hùng cho đoàn bắt đầu. Phan Văn Đức, quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Vâng, không có một quả đá phạt góc. Rất cố gắng, đó là nỗ lực của Công Phượng. Một pha bóng đầy táo bạo. Dẫu biết hậu vệ đội bạn cao hơn, nhưng Phan Văn Đức vẫn tin tưởng đồng đội để thỏa quả bóng vào vị trí của Công Phượng. Quang Hải. Khả năng chạy chỗ của cao thủ chúng ta trong hiệp 2 là đặc biệt ấn tượng. Thêm một tình huống di chuyển khôn ngoan nữa. Sự di chuyển khôn ngoan của đội tuyển Việt Nam khiến những người có tư tưởng bó vào trong như Khang Hinh cũng liên tục phải băng ra để hỗ trợ cho các hậu vệ biên. Những tình huống trồng biên liên tục, đặc biệt là bên phía cánh phải với Trọng Hoàng, đang cho thấy được hiệu quả cao. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng ở giải năm nay có duyên với Công Phượng. Trong trận đấu gặp đội tuyển Iraq thì chính Trọng Hoàng với một pha đột phá bất ngờ đã gián tiếp giúp cho Công Phượng ghi bàn. Và ở trận đấu ngày hôm nay nữa thì chính Trọng Hoàng lại là người thực hiện đường kiến tạo để Công Phượng sút tung lưới của đội tuyển Jordani. Và bộ đôi Phượng Hoàng đã cùng nhau mang đến cho chúng ta hai bàn thắng cho đến lúc này. Đó đều là những bàn thắng rất quan trọng. Trọng Hoàng cũng thực hiện một quả kiến tạo ở bên phía cánh phải giống như vậy, nhưng đó là một cú tạt bóng để tiến lên đánh đầu vào lưới Campuchia. Đó bắt đầu sút xa chân. Xuất thần mà nó bắt đầu từng tạo ra như pha ghi bàn vào lưới của U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong hai thủ môn dự bị của chúng ta thì Tuấn Mạnh đã từng có những phút giây chơi cực kỳ xuất sắc cho Jordani trong trận lượt về. Đó là khi mà Đặng Văn Lâm chơi gần đến cuối hiệp 1 bị chấn thương. Tuấn Mạnh vào sân và đã rất xuất sắc, đã có những tình huống cản phá cực hay. Số 6 Saed Mujan rời sân và thay cho anh là số 9 Baha Faisal Saif. Đây cũng là sự thay đổi cầu thủ đầu tiên mà ông Vitan Bokeman thực hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một quãng thời gian mà có thể là vị huấn luyện viên này nghĩ rằng một vị trí nào đó của đội tuyển Việt Nam có sự suy giảm về mặt thể lực. Một tình huống phá bóng tốt và bây giờ làm quả phát bóng lên dành cho đội tuyển Việt Nam. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu còn khoảng 20 phút nữa. Và đây là một thời điểm hết sức quan trọng, rất nhạy cảm.
tài sẽ định lỗi của cầu thủ. Jordani thi đấu ở trận này thì Musa Tamari là người có khả năng giữ bóng tốt nhất. Quả phát bóng lên cho chúng ta mà thôi. Tamari đã định có một tình huống ăn vạ. Một tác động đủ khôn khéo của Đoàn Văn Hậu để ngăn chặn pha đi bóng của cầu thủ đối phương. Fagani đang điều khiển trận đấu rất hay và theo sát từng điểm nóng trên sân. Có xem lại tình huống quay chậm vừa rồi thì mới thấy đó là một quyết định chính xác, chứ không giống như phản ứng của ông Pokemon. Đó có đâu? Phạm Văn Đức có thể dứt điểm. Đông Phương đã sấm sét của Hùng Dung. Quả thật đến lúc này thì Safi, thủ môn của đội bạn luôn chơi với một sự tập trung rất cao để ngăn cản những cú đá ngoài khu vực 16m50 của chúng ta. Một sự tự tin cao độ của tiền vệ Hùng Dung. Và ngày hôm nay thì kết quả sút xa cũng là điều mà các đội tuyển Việt Nam trước đây không hay có được, thì lại đang được cao thủ chúng ta thực hiện rất tốt. Đó là một tình huống xâm nhập quá đúng lúc, một tình huống có mặt đúng lúc của Bùi Tiến Dung, trung vệ Mao số 4. Một quãng thời gian mà chắc chắn là cao thủ rất cần đến sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các cổ động viên. Trận đấu thật sự là cân tài cân sức. Chính xác. Và sau đó là cú đá không như ý của Musa Tamari. Đối phó với một hàng tấn công có chiều cao lý tưởng của đội tuyển Jordani không phải là một điều đơn giản. Và tình huống này thì sự xuất hiện của Hùng Hùng cũng khiến cho số 18 của đội bạn không thể có được sự bình tĩnh để thực hiện cú dứt điểm. Anh buộc phải quăng chân ngay và đưa trái bóng đi không chính xác. Duy Mạnh. Học bóng của Nguyễn Ngọc Hải. Đó là một tình huống mà cầu thủ mới vào sân thay người đã thể hiện được sức mạnh của mình. Đó vẫn đâu. Huy Hùng. Hồng Dũng. Hoa Nở Trọng Hoàng với một nỗ lực tuyệt vời để mang đến cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Bây giờ thì những phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam đang thể hiện sự đa dạng. Cả bóng bầu, sút xa và những quả chọc khe đang được thực hiện một cách đều đặn và bài bản. Tiến Linh sẽ vào sân. Người nhường vị trí là Công Phượng. Chúng ta
đang theo dõi lại bàn thắng của Công Phượng sau đường truyền của Trọng Hoàng. Và một đôi Phượng Hoàng một lần nữa để lại dấu ấn khi mà Công Phượng cho thấy sự nhạy cảm tuyệt vời của mình. Khi mà đối thủ vừa mới có sự thay đổi cầu thủ thì huấn luyện viên Park Hang-seo bây giờ cũng đã quyết định thay đổi người. Đó bắt đầu. Cơ hội. Đó là Tiến Linh. Lần chạm bóng đầu tiên của Tiến Linh sau khi vào sân. Quang Hải. Quang Hải định bấm quả bóng cho Phan Văn Đức băng xuống. Vẫn là cao thủ chúng ta có bóng. Trọng Hoàng. Huy Hùng. Bóng trả lại vị trí của Trọng Hoàng. Sự áp sát khôn ngoan. Tôi biết rằng hậu quả của nó có thể dẫn tới những chấn thương, nhưng đúng như cái tên mà ban tổ chức dành cho đội tuyển Việt Nam, những chiến binh sao vàng, cầu thủ chúng ta đang chơi rất quả cảm. Đây là Saif. Trong lối chơi của mình thì cao thủ Jordani vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm nhờ các cá nhân xuất sắc. Không biết bao nhiêu lần cao thủ chúng ta đã phải nằm sân. Quả thực là những tình huống phát bóng lên của Ahmed Safi mang đến những cơ hội tấn công thực sự dành cho đội tuyển Jordani. Chúng ta vừa theo dõi lại tình huống dẫn tới việc Trọng Hoàng đang bị đau. Và sau đó là một tình huống hóa giải của Bùi Tiến Dũng. Cảm giác như Trọng Hoàng đang chơi với hơn 100% khả năng của mình trong một cuộc đua về thể lực. Và đội bạn rất tập trung vào những bên đánh ở cánh trái. Rất tuyệt vời với màn trình diễn quên thân mình của Trọng Hoàng ở trận đấu ngày hôm nay. Đặng Văn Lâm. Duy Mạnh là người đã cản phá được tình huống tranh chấp bóng trên không, và sau đó thì Đặng Văn Lâm đã dễ dàng hơn nhiều để xử lý trái bóng này. Pha bóng dài mà chúng ta đang áp sát. Những pha bóng như vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trông chờ nhiều hơn vào Tiến Linh. Những cú dứt điểm liên tiếp của đội bóng áo trắng. Trong thời điểm còn khoảng 10 phút nữa là thời gian thi đấu chính thức sẽ khép lại thì cao thủ Jordani thực hiện ý đồ tấn công rất rõ ràng khi đang muốn tận dụng được ưu thế về mặt thể lực của mình. Khalil hay còn rất khỏe và đúng là một trụ cột cực kỳ quan trọng của Jordani ở khu vực giữa sân. Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đức Chiến, Trọng Hoàng. Thể lực sung mãn của Trọng Hoàng đã có cơ hội để tỏa sáng ở trận đấu ngày hôm nay. Tiến Dũng
áp sát, đá rắn đá rát, nhưng cao thủ chúng ta vẫn tự tin để thực hiện những pha phối hợp nhỏ mà nhuyễn. Trọng Hoàng đường vững trường sửa lưng, có cầu thủ nào không? Không dũng, không được. Trọng Hoàng lên công về thủ không biết mệt mỏi ở trận đấu ngày hôm nay. Đó là một đường chuyền vặt sườn đối phương rất hay của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng bên phía cánh phải và Đoàn Văn Hậu bên phía cánh trái quả thực mang đến một đôi cánh lợi hại cho đội tuyển Việt Nam. Phút 83 rồi, tỷ số đã là 1-1 tại sân An Matung. Trong một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Huy Hùng, cơ hội cho chúng ta. Phan Văn Đức, Hoàng Văn Hậu đang di chuyển. Cú đổ bóng cho Tiến Linh. Quả bóng hợp lý. Đó vẫn là những tình huống phát bóng lên rất mạnh của Savi để mở màn cho một đợt tấn công mà các cầu thủ Jordani cũng rất muốn tập trung. Đây là những cầu thủ dự bị của đội tuyển Jordani. Và lúc này thì có thể Huy Quang Sơ cũng đang tính tới một phương án thay thế. Có thể là cho ngay trong thời gian thi đấu chính thức này, hoặc cũng có thể là cho thời điểm hai đội bước vào hiệp phụ. Bóng vẫn còn trong cuộc. Cơ trả bóng của Quang Hải. Cứ mỗi một tình huống chạm bóng của đội tuyển Việt Nam về phía khung thành của đối phương, chúng ta luôn thấy được sự tính toán và bài bản ở trong những phương án như vậy. Những cầu thủ làm tường thường thả bóng rất nhanh để cho một cầu thủ thứ hai âm thầm băng lên. Không có những sự đa dạng trong cách chơi thì rất khó để đánh bại được một hàng phòng ngự có tổ chức cực tốt của đội tuyển Jordani. Nếu quý vị để ý kỹ thì từ đầu giờ không hề thấy hai hậu vệ biên của đội tuyển Jordani băng qua quá vạch giữa sân. Họ luôn đang ngỡ bên phần sân nhà của mình. Bộ đôi trung vệ của đội bóng này là Nasmani Yassin và Khatib chỉ có mặt bên phần sân đối phương khi Jordani được hưởng những quả đá phạt góc mà thôi. Quang Hải vẫn còn. Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Lỗi của Duy Mạnh. Trong hiệp hai này là quãng thời gian mà đội tuyển Việt Nam thể hiện một sức ép rất lớn đối với các cầu thủ Jordani. Và chúng ta thấy rằng một đội bóng thi đấu có chiều sâu như Jordani đã có những phút giây bối rối thật sự. Thật tự hào với màn trình diễn này của cao thủ chúng ta. Đó là Kalin. Còn đây là Yassin. Văn Lâm. Chính xác, đó là những gì Đặng Văn Lâm làm được trong hiệp đấu thứ hai và hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ có được sự tập trung tối đa trong khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm này. Cho đến thời điểm này thì Văn Lâm chỉ bị đánh bại bởi một cú sút phạt quá tốt của đối phương. Còn trong những pha bóng còn lại thì thủ môn đội tuyển Việt Nam đã luôn có được sự bình tĩnh và cẩn trọng cần thiết. Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Huy Hùng. Đoàn Văn Hậu đang di chuyển. Cú chém mù của Huy Hùng hướng bóng tới vị trí của Đoàn Văn Hậu. Vẫn là các cầu thủ Việt Nam. Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải, hay kể cả Duy Mạnh nữa cũng sẵn sàng dâng cao. Khó có thể tin là cao thủ chúng ta lại đang thi đấu với một thể trạng tuyệt vời đến như vậy.
Và cô xin cảm ơn các cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Almaty, là những người trực tiếp giúp cho các cổ động viên Việt Nam chúng ta ở quê nhà truyền lửa đến các cầu thủ để vẫn đang thi đấu với một tinh thần tuyệt vời. Quang Hải đang di chuyển. Phạm Văn Đức rất cố gắng. Sự xuất hiện của Trọng Hoàng tạo nên sự đa dạng trong cách chơi. Đó bắt đầu. Phạm Văn Đức. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 88 của trận đấu. Phạm Văn Đức. Quả đá phạt góc. Những giây phút vô cùng hồi hộp tại sân Almaty. Và cho đến thời điểm này thì thể lực của cao thủ chúng ta, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo, vẫn đang 50-50 so với đối thủ của mình. Công Phượng đã được đưa ra nghỉ và sẽ không phải là người thực hiện quả đá phạt góc. Nhưng lúc này thì chúng ta có Tiến Linh ở trong sân. Một trận đấu rất đặc biệt khi chúng ta được hưởng tới 7 quả đá phạt góc. Thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống mà bóng hướng từ vị trí của Đoàn Văn Hậu. Phút thi đấu thứ 89 rồi. Tiến Linh đã có mặt, nhưng chúng ta cũng có thể hy vọng ở các trung vệ nữa. Duy Mạnh, Nguyễn Ngọc Hải. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Rất may. Jordani rất trung thành với lối chơi của mình. Phòng ngự phản công. Và thực tế là rất may khi tình huống vừa rồi bóng được truyền tới vị trí của Yassin quá mạnh. Cơ hội thành công dành cho đội tuyển Việt Nam. Chuyển hướng rất nhanh dành cho Quang Hải. Bóng trong chân của Phạm Văn Đức. Chính xác. Tiến Linh ở bên trong. Giữ đi Linh. Tiến Linh. Hậu vệ đội bạn áp sát kịp thời. Cú sút xa. Kỷ luật trong lối chơi giúp cho Jordani luôn duy trì được mà phòng ngự có đủ số đông, và tình huống này họ đã kim vào vào. Và khống chế của Tiến Linh là rất tốt rồi. Và tình huống chuyển sang cánh trái của Hùng Dũng cũng được kết thúc bằng một đường chuyền hay vào trong. Kịp thời, rất hay. Và băng ra kịp thời của Đặng Văn Lâm. 3 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Một tinh thần thi đấu cực kỳ quả cảm của các cầu thủ chúng ta. Bây giờ là phút bù giờ thứ hai ở trong trận đấu. Quang Hải, Trọng Hoàng, Duy Mạnh. Thank you.
cao từ Jordani đang có bóng. Và không khó để nhận biết là họ sẽ làm gì với những tình huống như vậy. Là những đường bóng dài, là những pha bóng bổng. Và các cầu thủ ở phía trên sẽ linh hoạt để phối hợp cùng nhau nhờ tốc độ và thể lực của mình. Những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Và đây có thể là pha bóng cuối cùng của trận đấu này, với thời gian thi đấu chính thức đã sắp hết. Ném biên, quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ thua thiệt đối phương hoàn toàn về chiều cao và thể hình, như Phạm Văn Đức vẫn cố gắng chiến đấu để dành cho chúng ta một quả ném biên trong tình huống vừa rồi. Trọng Hoàng, Huy Hùng. Những giây cuối cùng của 3 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai. Nguyễn Ngọc Hải được chuyền dài quen thuộc. Rất có thể phía trước của hai đội sẽ là hai hiệp phụ. Trọng tài Fagadi đã đổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 của Asian Cup 2019. Và những nỗ lực tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam đã giúp cho chúng ta san bằng được bất lợi trong hiệp 1. Và thực tế thì đội tuyển Việt Nam rõ ràng là đội chơi hay hơn trong hiệp đấu thứ hai. Nhưng bây giờ thì hai... sau đúng một năm thì chúng ta lại có thêm một trận đấu nữa đá hiệp phụ. Một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao và mới chỉ có một thẻ vàng được trọng tài rút ra. Hiệp phụ đầu tiên và đội tuyển Việt Nam ở phía khung thành bên tay phải màn hình của quý vị. Ngăn chặn tốt. Duy Mai. Những pha phối hợp một chạm để giải nguy của chúng ta đã được thể hiện tuyệt vời. Quang Hải. Đó là một pha khống chế bóng cực hay của Quang Hải. Tiến lên. Đây là Trọng Hoàng. Đáng tiếc với tình huống vừa rồi. Trước đó là một pha khống chế bóng rất hay của Quang Hải. Đường chuyền của đồng đội hơi với một chút. Nhưng cầu thủ áo số 19 của chúng ta vẫn kịp khống chế được quả bóng. Quang Hải. Hàng phòng ngự là một điểm tựa quan trọng để cho hàng công thăng hoa. Cho đến thời điểm này thì cả Quý Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vẫn đang tranh chấp tốt. Kalin. An toàn của đội bóng hậu. Vẫn là những tình huống xuống biên và vẫn đang được cao thủ Jordani thực hiện rất thuần thục. Tamari. Trọng Hoàng đã nhanh hơn. Huy Hùng.
Dù gặp phải sức ép lớn từ phía đối phương nhưng quý vị có thể thấy rằng cao thủ chúng ta đã luôn rất tự tin để phối hợp chứ không phá bóng ngay. Và như vậy đã tiết kiệm được một tình huống để có thể chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Đó là điều chúng ta đã được chứng kiến trong vòng 1 năm nay. Các đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có được sự bình tĩnh. Bùi Tiến Dũng. Zonadi lại trở lại với thế trận quen thuộc, đá vùng đội hình rất thấp. Trong khi xu thế bóng đá bây giờ nhiều đội pressing tầm cao với số đông cầu thủ thì Zonadi không tạo ra những pha áp sát với số đông cầu thủ bên phần sân đối phương. 6 vị trí gần như là án ngữ và rất ít khi thay đổi. Đó là vị trí của một tứ vệ và hai tiền vệ trung tâm. Huy Hùng đang bị đau. Fagari hỏi Huy Hùng có cần phải đưa cáo hoặc không, nhưng cầu thủ số 7 chúng ta vẫn đứng dậy và sẽ được đưa ra bên ngoài để chăm sóc. Bây giờ thì Huy Văn Toàn sẽ vào sân. Như vậy là Văn Toàn sẽ thay đúng vị trí của Huy Hùng. Như vậy thì Quang Hải sẽ bó vào trong để đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với Hùng Dũng. Văn Toàn sẽ đá lệch sang bên phải, Phạm Văn Đức ở bên phía bên trái và Tiến Linh đá cao nhất. Thời gian quá quan trọng và không bên nào muốn bị sơ sẩy. Thế trận trên sân thể hiện sự cẩn trọng tối đa của cả hai đội, đặc biệt là cao thủ Zonadi. Nguyễn cũng giống như đội tuyển Việt Nam thì Zonadi dùng nhiều đường chuyền ở bên phần sân nhà, nhưng họ bất ngờ có một cú đưa bóng dài lên phía trên. Và đây là tình huống mà số 11 của đội tuyển Zonadi đã di chuyển cực kỳ khôn khéo. Đường chuyền chính xác tới từng mm dành cho số 11. Đó là Yasin. Người chơi bóng cũng mang họ Yasin. Bana Yasin. Hai sự thay đổi đội người liên tiếp của đội bóng áo trắng. Và bóng vừa rồi là cơ hội cuối cùng của Yasin. Anh nhường vị trí cho số 14 Ahmad Ehsan. Phạm Văn Đức. Văn Toàn. Văn Toàn với sức ép của mình cũng đã gây ra lo lắng không nhỏ đối với Ferras.
Đoàn Văn Hậu. Bùi Tiến Dũng. Đoàn Văn Hậu. Rất cố gắng. Chúng ta vẫn kiếm được một quả ném biên. Đội tuyển Việt Nam đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm về việc thực hiện những đường truyền về cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Và đó đều là những đường truyền về phía chân trái, chân thuận của Đặng Văn Lâm. Sau một tình huống mà chúng ta có phần hơi lơ là ở trận đấu gặp Iran. Khi đó thì một cầu thủ đã chuyển bóng về theo hướng chân phải và gây ra khá nhiều những khó khăn cho Đặng Văn Lâm trong quá trình xử lý. Cầu thủ tấn công nguy hiểm của đội bạn là Tamari cũng đã rời sân. Tại Asian Cup lần này thì sang hiệp phụ mỗi đội được quyền thực hiện thêm một sự thay đổi người. Cắt bóng của Duy Mạnh rất hợp lý. Quang Hải. Khi mà Antamari hay Yasin đã rời sân thì giờ đây các cầu thủ Jordani lại có thiên hướng sử dụng những tình huống phối hợp tấn công ở trung dọc nằm ở phía chính diện với khung thành của Đặng Văn Lâm. Khi đó thì một cầu thủ ở bên phần sân nhà sẽ thực hiện một đường truyền thẳng lên phía trên để cầu thủ chạy chỗ. Đó lại là một tình huống như vậy. Bukerman đang làm với hàng công. Toàn bộ hàng công của đội tuyển Jordani đều đã được thay đổi. Bukerman đang rất yên tâm với hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt và duy trì kỷ luật tuyệt vời. Maharaman. Văn Toàn. Trọng Hoàng. Hoan hô Trọng Hoàng. Nhưng đáng tiếc đó lại là một lần cắt còi của ông Fagani. Một tình huống mà trọng tài đã xử lý quá nặng tay với Trọng Hoàng khi đây là pha tranh chấp song phẳng giữa cầu thủ hai bên và không có một động tác nào phạm lỗi của Trọng Hoàng cả. Đó chỉ là vì Trọng Hoàng mạnh hơn đối thủ mà thôi. Lâm vẫn đang điều chỉnh vị trí hàng rào của Văn Toàn và Quang Hải. Quyết định đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Lần này thì không còn nguy hiểm nữa rồi. Đúng là các cầu thủ đã thi đấu với một sự quả cảm và một tinh thần tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Với những tình huống như vậy mà chắc chắn là nhiều cổ động viên chúng ta trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đó vẫn là cú đá của Maharaman. Cú đá lực rất mạnh.
thêm một cú sút xa nữa. Đây cũng là một trong những cầu thủ vào sân tiền vệ phía dự bị Desan. Đổi thay vị trí của Yasin. Thời điểm cuối của hiệp phụ đầu tiên, bản thân cao thủ Jordani cũng cho thấy sự căng thẳng tốt độ của mình. Quả đá biên dành cho chúng ta. Là một pha bóng fair play đáng khen ngợi của đội trưởng đội tuyển Việt Nam khi mà cầu thủ đối phương đang bị đau. Và đây là dấu hiệu cho thấy nền tảng thể lực mà cao thủ chúng ta có được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Sự chuẩn bị về thể lực và những phút giây cân não là một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi mà cầu thủ đối phương cũng đã có dấu hiệu căng cơ và chuột rút. Có thể Ahmad sẽ vào sân để thay cho Joseph. Chỉ đạo về khoảng cách và những tình huống áp sát mà ông Park Seo dành cho các cầu thủ phòng ngự. Phan Văn Đức sẽ nhường vị trí cho Xuân Trường. Một trận đấu cũng rất tuyệt vời của Phan Văn Đức. Bây giờ thì Xuân Trường sẽ cùng với Hùng Dũng tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm. Và Quang Hải sẽ lại được giải phóng sang vị trí tấn công sở trường. Những sự thay đổi, những sự thay đổi về mặt nhân sự và kéo theo đó là những sự thay đổi về mặt chiến thuật liên tục được huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện. Trong những pha tranh chấp, đặc biệt là những tình huống tranh chấp ở với phạm vi gần với khu vực 16m50. Sự thay đổi người thứ tư của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay với việc số 10 đó là Ahmad Saleh đã vào sân. Lần này là một đường bóng ở tầm thấp và bóng đã được phá ra. Rất chính xác, Quang Hải, Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn. Trọng tài đã đổi còi kết thúc hiệp phụ đầu tiên. Hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu ngay hiệp phụ thứ hai. Trong hiệp phụ thứ hai, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Trọng Hoan, Văn Toàn, bóng đã chạm tay một cầu thủ của Jordani. Trọng tài không thể bỏ qua tình huống đó. Bây giờ là một quả đá phạt vào trên sân của đội tuyển Việt Nam. Ngoài Quang Hải ra thì bây giờ chúng ta cũng đã có thêm Lương Xuân Trường.
sự nhanh nhẹn của Văn Toàn khiến cho đội bạn lúng túng. Những cầu thủ có khả năng xử lý những tình huống cố định tốt nhất của đội tuyển Việt Nam bây giờ đang đứng trước bóng. Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu. Không có một cầu thủ nào của chúng ta ở bên trong để tiếp đường truyền bằng đầu của Đoàn Văn Hậu. Và dàn xếp đá phạt rất đúng bài rồi. Trong tình huống như vậy thì Tiến Linh thường là người sẽ áp sát. Xử lý khôn ngoan của Tiến Linh. Xuân Trường, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải luôn bình tĩnh để xử lý bóng. Và phía trên Văn Toàn nhanh nhẹn là một cầu thủ hiệu quả trong việc gây ra khó khăn cho đối phương và làm giảm tải sức ép đang lên cao mà cao thủ Jordani tạo ra. Rất hay và chắc chắn là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương với trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tinh thần thi đấu xứng đáng là niềm tự hào của các cổ động viên Việt Nam từ phía tất cả những chiến binh ở trên sân. Đoàn Văn Hậu. Xuân Trường vào sân có thể là một sự tính toán xa hơn của huấn luyện viên Park Hang-seo cho phần còn lại của trận đấu. Đúng là như vậy. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Đội bạn cũng mở một đường bóng dài. Thực tế thì nền tảng thể lực của Jordani cũng đã có dấu hiệu đi xuống. Và đó là thời điểm thích hợp để tung một cầu thủ có khả năng phát động tấn công tốt như Xuân Trường. Còn xa hơn thì Xuân Trường sẽ là một cái tên có thể sẽ được đăng ký nếu hai đội bước vào loạt đá luân lưu. Ngoài ra thì Xuân Trường cũng có khả năng là một phương án xuất xa nữa. Khá bất ngờ khi trong ít phút vừa rồi thì người thường xuyên dâng cao lại là Hùng Dũng và Xuân Trường cùng với Quang Hải đá thấp nhất ở tuyến giữa. Không hề có lỗi. Đó là một loạt những pha xử lý kỹ thuật của Quang Hải. Xuân Trường. Một cú chặt bóng chính xác dành cho Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải. Và lại thêm một tình huống xử lý khôn ngoan nữa của số 8 đội tuyển Việt Nam. Cú chạm bóng là của Quế Ngọc Hải. Sự nhanh nhẹn của Văn Toàn cũng khiến cho các trung vệ đối phương không biết đâu mà lần. Và giải pháp an toàn nhất mà chúng ta thấy từ phía các cầu thủ phòng ngự của Jordani là phá bóng yết từ bên dọc.
Xuân Trường, Hùng Dũng. Đây là một tốc độ thi đấu vừa phải và phù hợp với yêu cầu từ phía ban huấn luyện, với những chỉ thị mà chúng ta vừa nhìn thấy từ phía ông Park Hang-seo. Duy Mạnh. Xuân Trường. Thêm một pha bóng dài hay nữa của Xuân Trường cho Tiến Linh. Không biết có một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam không? Có lẽ là không trong tình huống vừa rồi, khi mà trọng tài đã thổi phạt việt vị. Một trận đấu mà Bùi Tiến Dũng rất chắc chắn và xuất sắc với những tình huống giải nguy bằng bóng bổng. Chính xác Đặng Văn Lâm. Pagani có lẽ đã có nhắc nhở với Đặng Văn Lâm thì họ muốn chúng ta cố gắng tạo ra một áp lực nhất định cho cầu thủ đối bạn. Phút thứ 114 của trận đấu giữa đội tuyển Jordani và đội tuyển Việt Nam. Ngọc Hải, Duy Mạnh. Thì bóng đến chân của Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng thì hoàn toàn có thể có những pha phát bóng dài như thế trên. Duy Mạnh, Xuân Trường. Có lẽ Trọng Hoàng không còn có đủ thể lực để theo những đường bóng như vừa rồi nữa. Sẽ là sự lựa chọn tiếp theo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Rất hay và áp sát của Đoàn Văn Hậu. Thank you.
Quả ném biên dành cho đội bóng của chúng ta. Đó là sự đau bám khó chịu của Xuân Trường. Khó chịu và khôn ngoan. Bây giờ thì Minh Vương sẽ vào sân để thay cho một Trọng Hoàng đã hoạt động như một động cơ vĩnh cửu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu xuất sắc của Trọng Hoàng. Và anh như là một hình ảnh của cả tập thể Việt Nam ở trận đấu này. Đó là sự nỗ lực quên thân, yếu tố kỹ thuật và sự chính xác ở trong đường kiến tạo mà Trọng Hoàng dành cho Công Phượng để cho Công Phượng ghi bàn. Quế Ngọc Hải, đường chuyền dài của Quế Ngọc Hải cho Văn Toan. Ronaldi đúng là một đội bóng cũng chơi rất bền bỉ và không thay đổi chiến thuật cho đến những phút cuối cùng. Cố gắng tạo ra sự an toàn trước khung thành của Safi. So với các đội bóng thường thi đấu ở cửa trên khác thì rõ ràng là Jordani có một cách tiếp cận trận đấu khác hẳn, và cũng có thể là họ rất tin tưởng ở khả năng của thủ môn Amr Safi, 36 tuổi và là đội trưởng của đội bóng, người đang có kỳ Asian Cup thứ 3. Xuân Trường. Duy Mạnh. Phút 119. Lưu Xuân Trường. Đường chuyền dài. Chúng ta sẽ phải lùi về rất nhanh để ngăn chặn những pha bóng ở những phút cuối như thế này. Văn Toan. Duy Mạnh rất nhanh. Văn Toan. Sau khi được vào sân thì Văn Toan thường xuyên có xu hướng giữ bóng, và đây cũng là một cách tốt để giúp cho chúng ta không phải liên tục chịu những đợt tấn công dồn dập của đối phương. Fagadi đã phải có những nhắc nhở với huấn luyện người Bỉ của đội tuyển Jordani, Bukhaman. Thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp phụ thứ hai rồi. Bùi Tiến Dũng. Xuân Trường. Duy Mạnh. Thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ hai là 1 phút. Đoạn sút luân lưu cân não đang ở rất gần. Vẫn là cao thủ Việt Nam Quang Hải. Đúng vào bóng dài của Quang Hải. Văn Toan. Đội bạn cũng đang chơi lăn xả. Và đây đang là những phút giây mang đến lợi thế dành cho chúng ta. Những giây phút ít ỏi và đội tuyển Việt Nam đang kiểm soát bóng. Xuân Trương. Quang Hải. Văn Toan. Văn Toan. Văn Toan. Không có quả đá phạt trong tình huống đột phá vừa rồi của Văn Toan. Nguyễn Ngọc Hải. Phá bóng chính xác.
giải pháp an toàn cần thiết. Một điểm rất nhạy cảm. Và bây giờ vẫn là cơ hội cho quả ném biên của đội tuyển Jordani. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng, một trong những cầu thủ chơi tốt bậc nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này, và phía trước của hai đội sẽ là loạt sút luân lưu. Như vậy là cũng giống như đúng một năm về trước, trong trận đấu đầu tiên ở vòng knockout của mình thì đội tuyển Việt Nam sẽ lại bước vào loạt sút luân lưu, giống như đội tuyển U23 Việt Nam đã từng trải qua trước U23 Iraq. Một trận đấu ở vòng knockout, một đội bóng Tây Á công phường ghi bàn, thời gian hiệp phụ và bây giờ là loạt sút luân lưu. Chúng ta sẽ chờ đợi một kịch bản 100% copy như là trận đấu ở vòng 18. Bây giờ thì ông Fagani cùng hai đội trưởng Quế Ngọc Hải và Amir Safi làm thủ tục để có thể bắt đầu loạt sút luân lưu. Trong khi đó thì ông Bokerman cùng người trợ lý Van der Hayden của mình đang lựa chọn ra những cầu thủ. Và chúng ta sẽ đặt sự tin tưởng ở Đặng Văn Lâm, người đang được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự dặn dò rất kỹ lưỡng. Một dòng chữ chiến thắng từ trên phía khán đài. Một hình ảnh rất đẹp mà người quay phim và đạo diễn hình của trận đấu đã mang đến cho chúng ta. Một sự tự tin cũng rất cần thiết của đội tuyển Việt Nam trước một loạt đá rất căng thẳng. Trước U23 Iraq một năm về trước thì những người đã thực hiện những quả đá cho U23 Việt Nam và đều đá rất tốt là Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Trinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ thành của Yemen và giúp chúng ta vượt qua được bóng này với tỷ số 2-0. Sơ đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordani trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi, dạn dày kinh nghiệm, những cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế
có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là sư phạm tốt nhất của mình là Baha để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88 và Baha cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng bóng rồi. Đây là một trận đấu xuất sắc của Hùng Dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Sa Phi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Sa Phi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 cầu thủ vào sân thay người của đội bạn Baha Seif. Cú đá của Baha. Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng. Nhưng bóng đã trúng vào sang ao không thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường. Tuyệt vời. Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bắt lấy tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo chúng ta lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm. Và lại là một cầu thủ khác vào sân thay người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Số lượt sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định. Và sau đó là cú đổ người tuyệt vời. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm 3-1 rồi. Đội tuyển Việt Nam. Và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây? Minh Vương. Minh Vương, một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương. Rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ.
Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Chiến sĩ quân đội nhân dân, một người lính đá bóng, và nó cũng là hình ảnh của những chiến binh sao vàng. Tuyệt vời, Jordani các bạn đã chiến đấu rất hay, đã có một giải đấu rất hay. Nhưng hôm nay là Việt Nam của chúng tôi, những người xứng đáng có mặt ở tứ kết. Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất, và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui lẫn sự thất vọng. Chưa bao giờ chúng ta thấy được một hình ảnh như thế này từ phía Jordani. Phải rồi, họ rất mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay, được đánh giá rất cao. Có một huấn luyện viên từng giới thiệu cho thế giới Lukaku, Eden Hazard, Rainer. Hình ảnh tuyệt vời của Đặng Văn Lâm.